dài. Dây dài rồi em chọn gì chọn đi. Chọn sân này em sợ không lựa cho. Sân bên này. Rồi vậy bên này chọn bên. Chọn bên. Ok. Rồi vậy chiếc của mình đi. Đây. Quay lại cái. Dạ. Giao chơi cái giao chơi giao trên. Thì gói không được lấn xô lấn cảnh cáo thẻ vàng. Ok. Phạm lỗi hai lần ra sân. Ok. Nghỉ chơi. Ok. Giải thưởng trị giá 3 triệu đồng. A few moments later. Bên đây đó, bên đây đó, bên đây đó. Bên đây đó. Trời, em có tên sao thành gì được vậy? Là sao? Là Như. Đầu tiên là gì? Vâng, cung ngói. Cung ngói. Là gì? Con cung ngói thầy. Là con cù nó có chia nhiều ra 1, 2, 3, 4, 5 đó. Cù ngói, cù đất, cù sao, cù ba la ba la. Ủa vậy bản việc anh nội là cú ngói hả? Ừ. Bên em là chiến sĩ. Cú ngói mà chiến nữa nha bạn. Rồi bên đây mình chuẩn bị nó xe đi. Rồi. Rồi bên đó ai chụp không? Giang Mi Nhơn. Giang Mi Nhơn bên đây. Rồi nè. Thầy giáo nè. Ba trái là thắng nha. Anh em mình đã ba trái thôi. Rồi. Rồi. Rồi chuẩn bị. Xe. Rồi chuẩn bị bắt đầu nha bạn. Rồi chuyện đi. Rồi em thôi, ra đi. Rồi vô đen rồi, kêu ngồi đó. Em bò cái đó luôn. Đúng rồi.
Thank you.
Oh my.